Ngày nay, việc ngồi trên một con tàu chạy với vận tốc 300 km/h là chuyện rất bình thường. Việt Nam ta cũng đang chuẩn bị làm đường cao tốc. Chúng ta lên tàu, mở điện thoại, ngủ một giấc, tỉnh dậy đã sang một thành phố khác. Nhưng nếu quay lại cách đây hơn một thế kỷ, ý tưởng ấy từng bị coi là điên rồ. Con người từng nghĩ rằng nếu mà chạy quá nhanh sẽ gây ra choáng, ngất, thậm chí là vỡ cả nội tạng. Vậy mà hôm nay, đường sắt cao tốc đã trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của văn minh hiện đại. Không phải vì nó nhanh nhất, máy bay vẫn nhanh hơn, mà vì đường sắt đã thay đổi cách con người tổ chức khu vực sống của mình. Thành phố không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Một vùng có thể sống như một đô thị thống nhất dù cách nhau hàng trăm km. Đó là câu chuyện vẫn diễn ra tại châu Âu, tại Nhật Bản và tại Trung Quốc. Câu hỏi là, đường sắt cao tốc được tạo ra như thế nào? Nó là kết quả của hơn 150 năm tiến hóa chậm chạp, đầy thất bại, thử nghiệm và những cú đập bàn thay đổi tư duy. Và vì sao Trung Quốc lại vô đối ở mặt đường sắt cao tốc? Chào mừng đến với Bình Luận Viên Hải Thanh. Khi đường sắt ra đời vào thế kỷ 19, mục tiêu của nó rất rõ ràng, đó là chở được hàng thật nặng, đi thật xa và giá thật rẻ. Nó sinh ra trong cuộc cách mạng công nghiệp để kéo than, sắt, hàng hóa và binh lính. Con người lúc ấy chưa hẳn là cần đi nhanh, họ cần đi đều và đi chắc. Đường ray được đặt theo địa hình tự nhiên, núi thì tránh, sông thì lượn, làng mạc thì tránh. Vì thế đường sắt cổ điển đầy những khúc cua, độ dốc lớn, nền ray bị lún, rung và yếu. Tàu chạy chung cả tàu khách lẫn tàu hàng, dừng liên tục và tránh nhau thì cũng liên tục. Dù động cơ hơi nước rồi động cơ diesel ngày càng mạnh, thì tốc độ tàu vẫn thường ở mức trên dưới 100 km/h mà thôi. Vượt quá ngưỡng đó thì tàu sẽ rung lắc dữ dội, bánh ray sẽ mài mòn và nguy cơ chật bánh là rất cao. Nói cách khác, giới hạn tốc độ không nằm ở tàu mà nằm ở đường. Đến đầu thế kỷ 20, nhiều nước đã thử tăng tốc ở trên những cái đường tàu cũ, kết quả là không mấy khả quan. Tai nạn tăng, chi phí bảo trì đội lên và hiệu quả thì không tương xứng. Và rồi người ta mới nhận ra một điều, đường sắt cao tốc không thể sống chung với đường sắt bình thường nữa, hay nói tóm lại là đường sắt chậm tốc. Đó là khoảnh khắc mà người ta bắt đầu phải thay đổi tư duy, không phải là nâng cấp nữa mà là làm tách hẳn, làm một cái loại đường mới sinh ra chỉ để chạy nhanh. Và người ta buộc phải dám nghĩ, dám làm, cần một quốc gia hội tụ đủ các yếu tố như là dân đông, đất hẹp, áp lực giao thông cực kỳ lớn. Và nơi đầu tiên hội tụ đủ điều đó, đó chính là Nhật Bản. Sau Thế chiến thứ hai, thì Nhật Bản đã tái thiết với tốc độ chóng mặt. Trục Tokyo-Osaka nhanh chóng đã trở thành xương sống kinh tế của cả đất nước này. Những tuyến đường sắt cũ đã quá tải, tàu chen chúc, chậm trễ liên miên. Giới kỹ sư Nhật đã đi đến một quyết định mà lúc đó rất ít nước dám làm. Xây một tuyến đường hoàn toàn mới, không chung với bất kỳ một cái đường cũ nào cả. Không dùng cho tàu hàng, không có đường ngang và chắc chắn là không có thỏa hiệp. Năm 1964, Shinkansen đã chính thức vận hành, đúng dịp Tokyo đăng cai Olympic, tốc độ là 210 km/h. Tốc độ này chính là một tuyên bố, họ đã bước sang một kỷ nguyên khác. Quan trọng hơn tốc độ, đó là độ chính xác gần như tuyệt đối. Chậm vài chục giây đã bị coi là một sự cố, tai nạn chết người do vận hành gần như bằng không suốt hàng chục năm, gần như thôi. Shinkansen đã chứng minh một điều, nếu thiết kế cả hệ thống cho tốc độ cao ngay từ đầu, con người có thể đi rất nhanh mà vẫn an toàn. Thành công của người Nhật khiến châu Âu không thể đứng ngoài. Nhưng châu Âu có một vấn đề khác, đó là mạng lưới đường sắt cũ quá dày đặc, lịch sử quá lâu đời và không dễ để đập đi lặp lại. Pháp đã chọn con đường dung hòa. Họ tạo ra TGV, tàu cao tốc có thể chạy trên cả đường mới lẫn một phần của đường cũ. Khi vào khu đông dân cư thì tàu sẽ giảm tốc và khi ra tuyến riêng thì nó tăng tốc lên đến 300 km/h. Đức thì phát triển ICE, chú trọng an toàn và khả năng hòa nhập vào mạng lưới. Tây Ban Nha, Italia và sau này là cả châu Âu, mỗi nước đều điều chỉnh mô hình cao tốc theo địa hình và lịch sử của riêng mình. Nhiều người thì nghĩ rằng chỉ cần có tàu cao tốc xịn thế là chạy nhanh được, nhưng thực tế thì ngược lại, tàu chỉ là phần nổi, phần chạy trên đường ray. Cái cốt lõi thì nằm ở đường ray, ở đây gần như là thứ thẳng tuyệt đối. Bán kính cong lớn đến mức nhìn bằng mắt thường thì thấy rất thẳng. Nền ray không được đặt trên đất mà là trên bê tông nguyên khối để loại bỏ rung động. Không có đường ngang, không có xe máy, không có ô tô, không có người dân băng qua. Điện sẽ được cấp liên tục bằng dây tiếp xúc phía trên. Hệ thống tín hiệu không cho lái tàu tự phán đoán, mà máy tính sẽ quyết định toàn bộ khoảng cách và tốc độ. Con người chỉ mang yếu tố giám sát mà thôi. Tất cả tạo thành một hệ sinh thái mà trong đó, tốc độ cao chính là trạng thái mặc định. Và cả thế giới đã phải ngước nhìn Trung Quốc khi mà Trung Quốc gia nhập vào cuộc đua này. Nếu Nhật Bản là những người khai sinh ra tư duy đường sắt cao tốc, châu Âu là nơi hoàn thiện công nghệ và mô hình vận hành, thì Trung Quốc chính là quốc gia đã đẩy đường sắt cao tốc lên một quy mô chưa từng tồn tại trong lịch sử loài người. Ở Trung Quốc, cao tốc không còn được nhìn nhận như một dự án giao thông đơn lẻ, mà được coi là một công cụ tổ chức lại cả đất nước, tương tự như cách đường cao tốc và lưới điện từng tái cấu trúc nước Mỹ ở thế kỷ 20.
Khi mà tư duy đã khác thì toàn bộ cách làm phía sau cũng khác theo. Chỉ trong hơn có 2 thập kỷ, Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc dài trên 4 vạn cây số, chiếm hơn 2/3 tổng chiều dài cao tốc toàn cầu, có nghĩa là đủ để đi một vòng quanh trái đất ở đường xích đạo. Con số này không chỉ gây choáng vì độ lớn mà còn vì tốc độ triển khai. Có những giai đoạn mỗi năm Trung Quốc đưa vào khai thác từ 1.500 đến 2.000 km đường sắt cao tốc mới, tức là trung bình cứ vài ngày lại có thêm một đoạn cao tốc đủ dài để nối hai thành phố cỡ trung. Nếu mà đặt lên bản đồ, có thể thấy mạng lưới này không chỉ phủ kín các siêu đô thị ven biển mà còn vươn sâu vào nội địa, kéo vào các thành phố từng bị coi là xa trung tâm, tiến lại gần với lõi kinh tế chính trị của cả đất nước. Điều khiến giới kỹ sư quốc tế kinh ngạc nhất không chỉ là chiều dài mà là tốc độ xây dựng của Trung Quốc. Trong khi ở Nhật hay là ở châu Âu, một tuyến cao tốc dài vài trăm cây số thường cần gần chục năm vì giải phóng mặt bằng, tranh luận thế nọ thế kia, rồi là những tiêu chuẩn môi trường rất khắt khe. Thì ở Trung Quốc, những tuyến đường dài cả nghìn cây số có thể hoàn thành trong vòng 4 đến 5 năm, thậm chí có đoạn chỉ mất chưa đầy 2 năm từ lúc khởi công cho đến lúc chạy thử. Trung Quốc đạt được điều đó nhờ một chiến lược rất rõ ràng, chuẩn hóa gần như tuyệt đối mọi thứ, thiết kế đường ray, kết cấu cầu, trụ đỡ cho đến nhà ga, để biến việc xây cao tốc thành một dạng sản xuất công nghiệp quy mô lớn thay vì xây dựng thủ công như truyền thống, giống như là họ lắp ghép Lego. Một yếu tố then chốt giúp Trung Quốc xây nhanh là việc sử dụng cầu cạn với tỷ lệ cực cao. Trên nhiều tuyến cao tốc, hơn 80% chiều dài chạy trên cầu cạn bê tông thay vì đặt trực tiếp ở trên nền đất. Cách làm này giúp họ tránh được hàng loạt vấn đề, ví dụ đất yếu, giao cắt đường bộ, tranh chấp đất đai và thay đổi địa hình phức tạp. Các dầm bê tông được đúc sẵn trong nhà máy, vận chuyển ra công trường, lắp đặt bằng máy chuyên dụng, giống như lắp những khối Lego khổng lồ. Chi phí ban đầu tất nhiên là rất cao, nhưng đổi lại là tốc độ thi công nhanh, độ thẳng và ổn định thì rất lớn, cùng khả năng bảo trì dễ dàng trong nhiều thập kỷ sau. Khi mạng lưới đã hình thành, Trung Quốc đẩy cao tốc độ vận hành lên mức mà nhiều nước còn phải dè dặt. Tàu CR-400 chạy thương mại 350 km/h, không phải để lập kỷ lục hay là phô diễn cái gì đó, mà để thực hiện một mục tiêu, đó là đưa đất nước Trung Quốc mọi thứ đến gần nhau hơn. Những hành trình từng mất đến cả nửa ngày bằng tàu thường hoặc là qua đêm rút xuống còn có vài giờ. Ngày xưa xử lý công việc như vậy người ta đi mất mấy ngày thì bây giờ đi lại trong ngày cũng được. Khi khoảng cách được rút ngắn như vậy thì những quyết định về nơi ở, nơi làm việc, đầu tư hay mở nhà máy của doanh nghiệp và người dân cũng thay đổi theo. Điều khiến nhiều nước phương Tây khó hiểu là không phải tuyến cao tốc nào ở Trung Quốc cũng có lãi về tài chính trong ngắn hạn, thậm chí có tuyến lỗ kéo dài. Nhưng Trung Quốc lại chấp nhận điều này bởi họ không nhìn cao tốc như một dự án phải hoàn vốn thật nhanh mà là một khoản đầu tư chiến lược dài hạn. Cao tốc giúp giảm áp lực dân số cho các siêu đô thị ven biển, kéo công nghiệp và dịch vụ vào khu vực nội địa, tạo việc làm, ổn định xã hội và tăng khả năng kiểm soát, điều phối lãnh thổ của nhà nước Trung Quốc. Lợi ích của nó không nằm gọn trên báo cáo tài chính mà thể hiện trong cách đất nước này vận hành trơn tru. Nhìn tổng thể thì đường sắt cao tốc ở Trung Quốc không chỉ đơn thuần là phương tiện để đi nhanh, nó là một mạng lưới gắn kết trung tâm với vùng biên viễn, vùng giàu với vùng nghèo, vùng đô thị lõi với những vùng nội địa xa xôi. Ở cái cấp độ này thì cao tốc trở thành xương sống hạ tầng quốc gia, vừa mang ý nghĩa kinh tế, vừa mang ý nghĩa chính trị và chiến lược. Nếu Nhật Bản chứng minh cao tốc có thể an toàn, châu Âu chứng minh cao tốc có thể linh hoạt, thì Trung Quốc trả lời một câu hỏi lớn hơn nhiều. Một quốc gia rộng lớn có thể được tổ chức lại nhanh đến mức nếu hạ tầng giao thông là nền móng của quyền lực và phát triển. Như vậy, đường sắt cao tốc không chỉ giúp bạn đi từ điểm A đến điểm B nhanh hơn, nó nén không gian lại, làm cho các thành phố gần nhau hơn về mặt kinh tế và xã hội. Nó thay đổi nơi con người sống, nơi làm việc, nơi học hành, thậm chí là nơi yêu đương. Nó là minh chứng cho một điều, khi con người muốn đi nhanh hơn thì họ không chỉ tăng tốc, họ thiết kế lại cả thế giới xung quanh mình. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.